Mình tìm hiểu sâu xa hơn về cái căn bệnh viêm loét dạ dày tá tràng ra sao. Và cái viêm loét dạ dày tá tràng á, nó cũng là một cái tình trạng mà cái niêm mạc dạ dày của chúng ta nó bị tổn thương, làm cho chúng ta bị sưng, bị viêm, và nó tạo thành ra những cái vết loét, nó gây ra cho chúng ta có nhiều cái triệu chứng khác. Và những cái vết loét nhỏ trong cái giai đoạn đầu á, thì nó có thể là nó sẽ tự lành mà không cần phải điều trị. Tuy nhiên, đối với những cái vết loét lớn thì nó cũng sẽ gây ra nhiều cái triệu chứng. Người bệnh chúng ta cũng cần phải gì đến bệnh viện để gặp ngay bác sĩ để được thăm khám và có một cái phương pháp để điều trị để mang lại cái kết quả cũng như là hiệu quả cho chúng ta. Viêm loét dạ dày tá tràng á, nó sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn cấp tính và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn mãn tính. Vậy thì cái viêm loét dạ dày cấp tính nó là gì? Và cái điểm mà đặc trưng của các căn bệnh viêm loét dạ dày cấp tính, nó là một trong những cái triệu chứng thường nó xuất hiện đột ngột và nó sẽ có những cái biểu hiện rõ nét và nó sẽ diễn tiến trong cái thời gian ngắn. Và ở cái giai đoạn này, nếu như mà được phát hiện và điều trị đúng cách thì bệnh nhân hoàn toàn có thể là chữa khỏi triệt để trong cái giai đoạn này luôn. Tuy nhiên, đa số người bệnh thường bỏ qua các cái triệu chứng và chủ yếu là không đi khám, khiến cho cái tình trạng bệnh nó trở nên phức tạp hơn. Thứ hai, nó là viêm loét dạ dày mãn tính. Có viêm loét dạ dày cấp tính, khi mà không được điều trị thì nó sẽ khiến cho cái tình trạng này nó sưng, nó viêm và nó dẫn tới tình trạng nó kéo dài. Và sau một cái thời gian thì nó có thể là nó chuyển sang một cái dạng đó là gì? Mãn tính. Vậy thì ở trong cái giai đoạn mãn tính, các cái tổn thương nó sẽ lan rộng ra và bệnh nó khó điều trị hơn và thậm chí là có thể nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm như là gì? Viêm teo này, chuyển sang là sản ruột này, hoặc là nó hẹp môn vị này, nó xuất huyết ung thư dạ dày này, nó dẫn tới tình trạng là bị viêm nhiễm các cái cơ quan lân cận luôn, vân vân. Vậy thì các căn bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là gì? Viêm loét dạ dày tá tràng nó là một trong những cái căn bệnh gây tổn thương đến cái viêm với cái vết loét trên các cái niêm mạc dạ dày của chúng ta hoặc là tá tràng. Và những cái tổn thương này nó sẽ xảy ra khi mà cái lớp niêm mạc này nè nó sẽ bị bào mòn đi, thì cái lớp bên dưới thành dạ dày á, hay cái thành của ruột á, nó sẽ bị lộ ra. Cái vết loét ở cái tá tràng của chúng ta nó chiếm đến 95%. Và cái vết loét được ở cái dạ dày nó cũng chiếm đến tới 60%. Và trong đó cái vết loét ở cái bờ cong nhỏ của cái dạ dày nó chiếm đến gì? 25% các cái trường hợp này. Vậy thì thứ hai đó là gì? Cái yếu tố cũng như là cái nguy cơ dẫn tới cái tình trạng của các căn bệnh viêm loét dạ dày tá tràng này nó gì? Thứ nhất, thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu bia hoặc là các cái loại nước uống có cồn khác, chúng ta cần phải lưu ý. Trong cái khói thuốc lá nó có chứa hơn 200 loại cái chất gây hại cho sức khỏe của chúng ta, đúng không? Trong đó đặc biệt là cái chất gì ạ? Nicotine. Và cái chất nicotine này nó sẽ gây ra cái kích thích của cái cơ chế, nó tiết ra nhiều cái cortisol. Đây nó là một trong những cái tác nhân chính, nó làm tăng nguy cơ của cái bệnh viêm và loét dạ dày tá tràng. Thứ hai, căng thẳng thần kinh, stress. Đối với những người mà căng thẳng này, lo lắng này, có nguy cơ mắc về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng nhiều hơn. Bởi vì căng thẳng kéo dài nó ảnh hưởng đến cái quá trình mà nó bài tiết cái axit trong cái dạ dày, cho nên chúng ta cũng cần phải lưu ý ở chỗ này. Và thứ ba đó là gì ạ? Thói quen ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Thì cái việc mà mình sinh hoạt cá nhân nó không điều độ như là thức khuya nè, bỏ bữa ăn sáng nè, hay là cái việc ăn uống không có đúng giấc giờ giấc á, hoặc là có thói quen ăn khuya, hoặc là lười vận động, không những là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tình trạng sức khỏe mà nó cũng là một trong những yếu tố thuận lợi nó dẫn đến căn bệnh về viêm và loét dạ dày tá tràng. Cái nguyên nhân nào nó gây ra cái tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng? Có hai nguyên nhân chính gây ra viêm loét dạ dày tá tràng. Thứ nhất đó là vi khuẩn HB. Đây là một trong những cái tác nhân chính nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Và sau khi mà nó xâm nhập vào bên trong cơ thể chúng ta thì vi khuẩn nó sẽ chui vào bên trong cái lớp nhầy bảo vệ cái niêm mạc dạ dày tá tràng của chúng ta, và nó sẽ tiết ra các cái độc tố, nó làm mất cái chức năng của cái niêm mạc chống lại cái axit. Và cái yếu tố thứ hai, thường xuyên sử dụng thuốc và các cái loại thuốc nó có cái tác dụng để giảm đau, thì đây nó là một cái nguyên nhân thứ hai sau cái nguyên nhân mà bị nhiễm trùng vi khuẩn HB. Thì giờ cái thuốc kháng viêm và cái thuốc giảm đau ở người lớn tuổi này nó ức chế có quá trình mà nó tổng hợp prostagladin, thì nó là một trong những cái chất là nó có cái tác dụng nó bảo vệ cái niêm mạc dạ dày bị sụt giảm.
và nó gây ra cái tình trạng chúng ta bị viêm và bị loét cái dạ dày tá tràng, cho nên chúng ta cũng cần phải lưu ý. Vậy các cái dấu hiệu nào nó sẽ làm cho chúng ta bị viêm loét dạ dày tá tràng? Thứ nhất là gì? Đau ở cái vùng bụng trên vú, hay còn gọi là đau ở cái vùng thượng vị. Đây là một trong những cái dấu hiệu chính của cái căn bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu như mà mình loét tá tràng thì cái cơn đau thường nó sẽ xuất hiện vào lúc chúng ta đói, hoặc là sau khi mà chúng ta ăn khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, thì có thể nó sẽ đau lúc nửa đêm, nó cũng sẽ lan ra ở ngay cái vùng sau lưng của chúng ta nữa. Và nó cơn đau này nó xuất hiện khi mà nó đau âm ỉ và nó tức, hoặc là nó đau bụng, hoặc là cái cơn đau này nó sẽ quặn 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 từng cơn. Và cô bác anh chị cần phải lưu ý dùm cho Diệm Thúy ở trong cái trường hợp này là các cái món ăn, cũng như là những cái trường hợp mà mình cần phải lưu ý mình hạn chế, đó là gì ạ? Hạn chế những cái món ăn chua, những cái món ăn cay. Một cái dấu hiệu thứ hai đó là dấu hiệu đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn hay là chúng ta nôn. Một số những cái triệu chứng như mà mình gặp phải, chẳng hạn như là mình đầy bụng này, mình buồn nôn này, cũng là một trong những cái dấu hiệu thường xuyên của các căn bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Và các cảm giác mà bị đầy bụng đó, bị khó tiêu á, nó là do cái dạ dày nó bị tổn thương và nó kéo theo cái hoạt động của cái tiêu hóa nó chậm lại, thì nó khiến cho người bệnh thường sẽ cảm thấy tình trạng là chúng ta sẽ bị chướng bụng và bị đầy hơi. Vậy thì cái dấu hiệu thứ ba là gì ạ? Mất ngủ, ngủ không ngon giấc, mất ngủ hay là ngủ không ngon giấc thường xuyên và bị gián đoạn do là bụng chúng ta nó đầy hơi và bụng chúng ta nó nặng, sẽ có những cái cảm giác chúng ta sẽ khó tiêu. Dấu hiệu số 4, ở hơi, ở chua và nóng rát ở cái vùng thượng vị. Đa số bệnh nhân khi mà bị viêm loét dạ dày tá tràng á, thường nó sẽ có các cái triệu chứng này. Ở hơi hoặc là ở chua nó là một trong những cái dấu hiệu hay gặp phải ở những cái bệnh nhân mà bị cái giai đoạn đầu. Ở nóng rát thượng vị nó thường nó sẽ xuất hiện ở những bệnh nhân có trào ngược dạ dày thực quản nha. Dấu hiệu số 5, rối loạn tiêu hóa. Thêm một cái dấu hiệu của cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng nữa đó là gì? Đó là cái triệu chứng bị tiêu chảy và táo bón. Do cái việc mà tiêu hóa nó không được ổn định thì người bệnh viêm loét dạ dày tá tràng á, thường nó sẽ bị sụt cân. Nhưng ngược lại, vì cái triệu chứng mà nó đau thường nó sẽ xảy ra lúc mà cái bụng chúng ta đói, đúng không ạ? Nên bệnh nhân hay ăn nhiều hơn cũng có thể nó sẽ gây ra cái tình trạng là gì? Tăng cân nhanh. Tuy nhiên các cái triệu chứng kể trên nó chỉ mang cái tính chắc là gợi ý chứ không có thể là mình chẩn đoán một cái cách chính xác được. Thì người bệnh nên phải đến bệnh viện để mà có thể là tiến hành những cái thủ thuật cũng như là khám về chuyên khoa, xét nghiệm cũng như là kiểm tra, và đặc biệt là tiến hành nội soi cái dạ dày tá tràng của chúng ta. Và từ đó thì các bác sĩ cũng sẽ đưa ra cho chúng ta cái chỉ định và cái pháp đồ để điều trị phù hợp và hiệu quả nhất cho người bệnh bị viêm loét dạ dày tá tràng.